kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hàn Quốc là nước có vốn đầu tư lớn nhất vào các công ty chứng khoán Việt Nam với tỷ lệ sở hữu của tổ chức tài chính Hàn Quốc trên 90% vốn tại 5 công ty chứng khoán. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế tới tháng 12 năm 2017 là 57,66 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,1% vốn FDI vào Việt Nam. Vậy điều gì ở thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc? Nhà quản lý thị trường đang có những kế hoạch gì để thu hút vốn Hàn Quốc vào thị trường chứng khoán Việt Nam? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với chủ đề dòng vốn đầu tư Hàn Quốc vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những con số về dòng vốn Hàn Quốc đầu tư vào thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình đầu tư nước ngoài lũy kế từ tháng 4 năm 2018. Theo đối tác đầu tư, đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký là 59,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 50,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông. Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 1.863 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đối tác đầu tư, trong 4 tháng đầu năm, có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký sấp xỉ 1,29 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 808 triệu đô la Mỹ, chiếm 10% tổng vốn đầu tư. Một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đó là dự án nhà máy LG Innotech Hải Phòng, Hàn Quốc, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 1 tháng 9 năm 2016, với mục tiêu sản xuất module camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc có cộng đồng doanh nghiệp đông đảo đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ, và đặc biệt là có 5 công ty chứng khoán do Hàn Quốc sở hữu 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối trên 90%, có thể kể đến các công ty chứng khoán sau. Công ty chứng khoán KB Việt Nam, tập đoàn tài chính KB Hàn Quốc đã thực hiện thương vụ mua bán và sáp nhập. Theo đó, công ty con của tập đoàn này là công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán KB Hàn Quốc trở thành cổ đông nắm giữ 29.820.900 tương đương 99,4% cổ phần của chứng khoán KB. Trước kia là chứng khoán Maritime, MSI. Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, công ty này có vốn điều lệ 1.113 tỷ đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán và đầu tư Hàn Quốc KIS sở hữu 98,7% cổ phần. KIS Việt Nam cũng được thành lập sau khi thâu tóm một công ty chứng khoán Việt Nam, đó chính là chứng khoán Gia Quyền. Công ty chứng khoán Mirae Asset, công ty chứng khoán 100% vốn Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, 90 triệu đô la Mỹ. Công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam, thành lập do công ty đầu tư Shinhan hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần công ty cổ phần chứng khoán An Nam vào tháng 7 năm 2015. Công ty chứng khoán Guri CBV, tiền thân là công ty chứng khoán Biển Việt. Ngân hàng Investment Security Hàn Quốc tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu lên 96,56% mới đây. Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại thời điểm ngày 30 tháng 3 năm 2018, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc mới chỉ có khoảng trên 4.846 tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân có 4.674 tài khoản và nhà đầu tư tổ chức có 172 tài khoản. Những con số trên cho thấy vẫn còn nhiều room cho nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy hiện đang giữ vị trí đầu bảng về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam,
nhưng quy mô đầu tư gián tiếp của Hàn Quốc vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. Trong lĩnh vực đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư Hàn Quốc cũng mong muốn tham gia ở mức độ cao hơn, bởi ở mức 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư gián tiếp so với 59 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc và Việt Nam là còn khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng vốn có của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Qua những con số vừa rồi, có thể thấy dòng vốn Hàn Quốc đang chảy mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam đang có điểm gì hấp dẫn họ? Việt Nam đang là cái điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư Hàn Quốc, và cái công xưởng của thế giới đó là thị trường Trung Quốc hiện nay vẫn đang tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, và cái giá nhân công ở đó cũng đã tăng lên rất là nhiều. Những cái căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng lớn hơn, dẫn đến việc chuyển dịch cái cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc chuyển dịch về phía Việt Nam đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Vừa qua thì cựu phó thủ tướng Hàn Quốc cũng vừa mới sang Việt Nam xúc tiến, dẫn theo một đoàn doanh nghiệp xúc tiến những cái hội nghị đầu tư. Nó cho thấy rằng là cái xu thế đầu tư của nhà đầu tư Hàn Quốc với thị trường Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này là một cái nó thể hiện không chỉ trên thị trường chứng khoán mà thể hiện rất là rõ nét qua có thể thấy qua những các nhà đầu tư Hàn Quốc như Samsung chẳng hạn. Đấy, thì dòng vốn này sẽ vẫn tiếp tục tăng trong năm 2018. Bạn thấy rằng là đặc biệt họ hoạt động rất mạnh mẽ thông qua cái việc là họ có một cái chứng chỉ với cái chứng chỉ ETF neo theo vị trí số 30 niêm yết tại Hàn Quốc, và thậm chí họ cũng tham gia rất mạnh mẽ. Như bạn thấy họ tham gia rất mạnh mẽ trong việc là mua vào cái chứng chỉ ETF của chúng ta, cả VN30, HNX30, và đó cũng là cái nguyên nhân chính mà đẩy các cổ phiếu vốn hóa lớn này tăng rất là nhanh, và cũng kéo thị trường là vượt qua cả đỉnh của 10 năm vừa rồi. Và như trong cũng như trong cái ban đầu tôi có nêu, thì cái dòng vốn Hàn Quốc này đang cũng phải là dòng gián tiếp cũng đang có dấu hiệu chứng lại, và thậm chí là rút ra khá là rõ thông qua các cái việc mua bán chỉ số các chứng chỉ ETF của họ, định hướng nguồn lực thông qua các chính sách có để các thành phần kinh tế tự do huy động và phân bổ nguồn lực, thì nhà đầu tư lại một lần nữa quan tâm đến Việt Nam, vì họ hiểu rằng khi các thành phần kinh tế chủ động huy động nguồn lực thì hiệu quả của đầu tư nó sẽ được gia tăng và tốt hơn rất là nhiều. Gần đây thì mọi người nhìn thấy rằng là có hai cái giao dịch rất là thành công trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. Một là IPO của VinRetail và hai là bán vốn Vinamilk. Cả hai cái giao dịch này thì đều thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài rất là cao. Và trước đấy nữa thì là giao dịch của VP Bank và Vietjet. Và tất cả các cái giao dịch này đều quy mô rất là lớn, và nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký đều vượt cái mức mà chúng ta muốn phát hành. Thì tất cả nó đều thể hiện ở các cái con số và những cái thể hiện đó. Tức là nhà đầu tư nước ngoài đã rất quan tâm và rất kỳ vọng vào nền kinh tế. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cũng như tiềm năng phát triển ở mức rất cao. Việt Nam cho đến nay vẫn là nền kinh tế còn rất trẻ nên có rất nhiều cơ hội, có nhiều tiềm năng, và hiện tại tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc cũng rất cao. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng đạt tốc độ tăng trưởng đến 7% rồi. Đây cũng là con số rất hấp dẫn để có thể thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có một điểm thuận lợi nữa, đó chính là tình hình kinh tế chính trị ổn định khiến cho nhà đầu tư nước ngoài có sự yên tâm rất lớn, quan tâm rất cao. Trong 3 năm trở lại đây, tôi thấy Việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng ổn định, và cá nhân tôi đánh giá năm nay Việt Nam cũng có tăng trưởng ổn định như vậy. Trong lĩnh vực đầu tư gián tiếp thì nhà đầu tư Hàn Quốc cũng mong muốn tham gia ở mức độ cao hơn, bởi hiện nay mức 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư gián tiếp so với 59 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc và Việt Nam là còn khá khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng vốn có của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có đánh giá về tiềm năng dòng vốn đầu tư gián tiếp từ Hàn Quốc và Việt Nam và chia sẻ những biện pháp thu hút dòng vốn này trong cuộc trao đổi với phóng viên của VITV. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn bà tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VITV. Thưa bà, được biết vừa qua thì Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với một số đơn vị lớn tại Việt Nam đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Thì vậy bà có thể chia sẻ những cái kết quả đạt được sau cái cuộc hội nghị này là như thế nào?
về phía các công ty chứng khoán hiện nay cũng đã có tới 5 công ty chứng khoán có vốn đầu tư của Hàn Quốc. Và cái con số này sẽ chắc chắn là trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng lên, bởi vì cái sự quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với thị trường Việt Nam thì rất là rõ nét. Và trong khuôn khổ hội nghị diễn ra thì các cái nhà đầu tư Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến một số cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ví dụ như là đi theo đoàn chúng tôi có đại diện của Vietnam Airlines, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn An Phát, Công ty Mua bán nợ, Ngân hàng Đầu tư Phát triển, v.v. Thế thì bên cạnh cái cuộc gặp giữa chính thức do Bộ trưởng chủ trì thì có rất nhiều các cái cuộc gặp song phương giữa các đối tác tìm kiếm cơ hội. Và trong khuôn khổ này thì Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng trực tiếp gặp gỡ các cái một số các cái định chế tài chính và ngân hàng chứng khoán lớn để thể hiện cái sự quan tâm và sự sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Như bà vừa chia sẻ thì hiện tại ở Việt Nam đã có 5 công ty chứng khoán có vốn đầu tư Hàn Quốc với cái tỷ lệ là từ 90 đến 100%. Vậy thì thông qua các công ty chứng khoán này thì các nhà đầu tư tại nước ngoài cũng như là các nhà đầu tư tại Hàn Quốc khi mà mở tài khoản cũng như là giao dịch ở tại Việt Nam hiện nay thì cái thời gian mở tài khoản cũng như là cái thời gian giao dịch thì đã được cải thiện, đã được rút ngắn lại hơn chưa so với thời gian trước kia? Bên cạnh cái việc là nới cái tỷ lệ sở hữu thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái khâu là đơn giản hóa các cái thủ tục gia nhập thị trường cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là một trong những cái tiêu chí để cho thị trường Việt Nam được có xem xét để nâng từ cái mức là thị trường cận biên lên thị trường mới nổi như các vị cũng biết. Thế thì liên quan đến vấn đề này thì về phía Ủy ban Chứng khoán VSD cũng đã triển khai khá sớm cái việc là cấp cái trading code, tức là cái mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài qua mạng online, và cũng đơn giản hóa các cái thủ tục về vấn đề hợp pháp hóa lãnh sự, các cái hồ sơ mà nhà đầu tư nước ngoài phải nộp. Và qua ghi nhận thì chúng tôi cũng thấy rằng nhà đầu tư nước ngoài họ rất là phấn khởi đối với những cái thay đổi này của Ủy ban Chứng khoán. Và có thể nói là hiện nay nhà đầu tư nước ngoài có thể chỉ được cấp cái mã số giao dịch mở tài khoản trong vòng một ngày. Theo quan điểm từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Ủy ban sẽ có những cái giải pháp như thế nào để có thể tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc và Việt Nam? Đến cuối năm 2017 thì tổng giá trị danh mục của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó đạt khoảng 32,9 tỷ đô. Và con số này là tăng 90% so với cuối năm 2016. Và riêng nhà đầu tư Hàn Quốc thì chiếm tỷ trọng là về mặt số lượng là khoảng 20% trong tổng số nhà đầu tư nước ngoài, và cái giá trị danh mục chiếm khoảng từ 9 đến 10%. Thế như vậy là có thể thấy rằng là cái dư địa cho các cái nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục tham gia và tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam là vẫn còn là rất lớn. Quan điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là nó cũng rất rõ nét trong suốt quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán. Thì như các quý vị cũng biết là cái lộ trình và nới room, tức là nới cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã được thực hiện dần dần trong suốt cả quãng thời gian vừa qua, và gần đây nhất thì cái nghị định 60 của Thủ tướng Chính phủ đã mở đến 100%, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được mua đến 100% cổ phiếu của các cái doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngoại trừ một số cái trường hợp đặc biệt bị hạn chế bởi pháp luật chuyên ngành. Thế và trong thời gian tới đây thì một trong những cái công việc rất là quan trọng mà Ủy ban Chứng khoán đang tập trung đó chính là sẽ sửa đổi bổ sung luật chứng khoán, và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào năm 2019. Thế thì trong luật chứng khoán mới này thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ có những cái quy định mang tính chất nguyên tắc liên quan đến vấn đề sở hữu nước ngoài. Và trong đó thì cũng nhấn mạnh là ngoài cái việc là nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tham gia không giới hạn vào những cái thị trường như là thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường phái sinh, thì trên thị trường cổ phiếu thì nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được tham gia ở mức độ tối đa 100%. Đấy, và nếu như mà các cái xung đột pháp luật với cả những cái quy định pháp luật khác ấy, thì luật chứng khoán được ưu tiên áp dụng. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.